chào các bạn khách hàng, hiện nay tôi đang ở trong phòng phẫu thuật số 3 của thẩm mỹ Dr. Y các bạn ạ. Và tôi đã trở lại với các bạn để livestream trực tiếp cho các bạn xem một ca thực hiện nâng ngực sử dụng túi chất liệu nanochip ergonomic kết hợp với keo dán da Dermabond thứ 5 trong ngày hôm nay tại thẩm mỹ Dr. Y. Hôm qua là chúng tôi đã bắt đầu khai xuân rồi, ngày mùng 8. Lượng khách hàng thì rất là đông, như hôm qua là thẩm mỹ Dr. Y đã livestream cho các bạn xem rồi đấy ạ. Riêng ngày hôm qua thì mũi chúng tôi đã thực hiện là 12 ca, chưa kể là cắt mí khoảng 5 ca và nâng ngực khoảng 5-7 ca nữa. Đó, riêng ngày hôm qua là rất là đông khách rồi, và hôm nay cũng tình trạng tương tự như vậy. Ngay sau đây thì tôi sẽ livestream cho các bạn để các bạn có thể xem được là khách hàng của chúng tôi nâng ngực sử dụng túi chất liệu là nanochip ergonomic kết hợp với cả keo dán Dermabond các bạn nhé. Vâng, thực sự là tuyệt vời luôn, rất đẹp. Đây chính là hình ảnh trong phòng mổ các bạn ạ. Tôi sẽ cho các bạn xem hình ảnh phòng phẫu thuật của thẩm mỹ Dr. D. Đây, trang thiết bị rất là đầy đủ nhé. Rất đầy đủ, rất hiện đại. Đây, và chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh trước của khách hàng. Đây chính là ngực của khách hàng trước khi mà khách hàng thực hiện nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D. Đây các bạn, đây tôi sẽ quay gần hơn cho các bạn xem nhé. Ngực của khách hàng này rất là nhỏ, chỉ nhìn thấy một chút độ nhô của tuyến vú thôi, chỉ là một chút thôi. Đây, góc này là góc nhìn 90 độ, chỉ nhìn thấy một chút độ nhô thôi. Bạn khách hàng khi đến thăm khám tại thẩm mỹ Dr. D thì có tâm sự với cả các bác sĩ là cái vùng ngực nhỏ như vậy đã khiến bạn ấy rất là mất tự tin. Mặc dù là bạn ý có trang bị những cái phụ kiện, ví dụ như là áo ngực dày một chút để mặc quần áo sẽ đẹp hơn, sẽ che đi cái khuyết điểm vòng một của mình, nhưng mà thực sự nhìn nó rất là cứng, và mọi người ở bên ngoài nhìn cũng biết đấy là hàng giả thôi. Đó, nó không có cái độ thật. Chính vì vậy là bạn ý đã đi tư vấn nhiều nơi cũng như là tìm hiểu rất là kỹ. Bạn ý quyết định là sẽ thực hiện nâng ngực sử dụng chất liệu túi là nanochip ergonomic, là một trong những chất liệu túi ngực cao cấp nhất và được nhiều chị em ưa chuộng nhất hiện nay ạ. Đây là góc nhìn chính diện, hai bên ngực có độ chênh một chút, các bạn có nhìn thấy không ạ? Hơi chênh một chút xíu thôi, nhưng mà không đáng kể. Đó, đây là góc nhìn 45 độ. Đây là góc nhìn 45 độ, chúng ta nhìn chỉ có thấy một chút phần đầu của tuyến vú thôi. Cái đèn cho nó tối đi một chút để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đó, đây là đèn khi mà thực hiện phẫu thuật các bạn ạ. Và bây giờ là khi mà phẫu thuật xong rồi thì chúng ta sẽ tắt cái đèn này đi để chúng ta có thể nhìn rõ được kết quả sau khi nâng ngực các bạn nhé. Rất đẹp đúng không? Rất đẹp. Đây, tôi sẽ quay các góc cho các bạn xem này. Rất đẹp. Đó, khe ngực rất khít, độ sâu rất đẹp, ngực rất tròn, tròn đều. Đây, ngực rất đẹp các bạn ạ. Ngực rất tròn, tròn trịa nhá. Tròn, rất đẹp đây. Đó, khe ngực này rất khít nhau. Đây các bạn nhá, khe ngực đây. Đấy, khe ngực đây, hai bên ngực đều rất tròn và mềm, rất tròn và mềm, đó, tròn trịa. Túi ngực nanochip ergonomic này thì có cái gì, ưu điểm gì nổi bật, và tại sao mà nhiều chị em lại lựa chọn túi ngực nanochip ergonomic như vậy? Thứ nhất là túi ngực nanochip ergonomic được cấu tạo tới 7 lớp, chính vì vậy là rất chắc chắn, đảm bảo là độ bám dính vào khoang ngực rất tốt các bạn ạ. Ngoài ra thì khi sử dụng chất liệu túi ngực nanochip ergonomic này,
bạn sẽ dễ dàng kiểm tra được thông tin của túi ngực, thông tin của sản phẩm, thông tin của bác sĩ thực hiện cho bạn, ngày bạn thực hiện, địa chỉ bạn thực hiện, nói chung là mọi thông tin về chất liệu túi ngực cũng như là cái ngày mà bạn thực hiện đặt túi ngực đấy vào trong cơ thể của mình. Thông qua một con chip nhỏ, trong con chip đó là chứa 15 các loại dữ liệu khác nhau. Bạn đi đâu, đi bất cứ đâu trên thế giới bạn đều có thể kiểm tra được thông tin của chất liệu túi ngực. Đó, con chip rất rất nhỏ và đặt ở bên trong túi ngực. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến túi ngực cũng như là sức khỏe của bạn. Mà con chip đấy sẽ cung cấp thông tin cho các bạn để các bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Hiện tại hoặc là 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa chúng ta vẫn có thể kiểm tra được thông tin. Ngoài ra thì chất liệu túi ngực nano chip ergonomic này vô cùng linh hoạt. Khi bạn ở tư thế nằm như thế này nhá, ở tư thế nằm, dang hai tay như thế này, thì túi ngực sẽ là hình tròn. Đây các bạn nhìn đi, ngực của khách hàng này tròn trịa, rất tròn, đều tròn này, rất đẹp. Đấy, khi ở tư thế nằm nhá, thì ngực sẽ là hình tròn. Đây hình tròn đây các bạn, tròn này, rất đẹp. Đó, khi mà chúng ta đứng lên, ở tư thế đứng lên thì sẽ là túi ngực hình giọt nước, nó sẽ có độ chảy nhẹ, vô cùng là tự nhiên, nhìn không hề bị cứng một chút nào, rất là tự nhiên, rất là đẹp, như ngực thật của chúng ta luôn. Và khi mà ngực có độ chảy nhẹ như vậy thì nó sẽ che đi hoàn toàn được cái đường sẹo mờ ở phía dưới chân ngực, cái đường phẫu thuật của chúng ta đây. Và tôi sẽ nhắc đến cái đường phẫu thuật này cho các bạn xem nhé. Khách hàng của chúng tôi thực hiện là phẫu thuật theo đường chân ngực. Có rất là nhiều con đường để bạn thực hiện phẫu thuật nâng ngực, đưa chất liệu vào bên trong khoang ngực. Ví dụ như là đường chân ngực, đường quầng ti này, đường quầng hoặc là đường nách ở đây. Đó. Nhưng mà sau khi được tư vấn thì bạn khách hàng của chúng tôi lựa chọn là nâng ngực theo đường chân ngực. Đường chân ngực này là con đường ngắn nhất để bạn đưa chất liệu vào bên trong khoang ngực. Đây các bạn nhìn nhá, rạch một đường rất ngắn ở đây, chỉ khoảng 2cm, đẩy chất liệu vào bên trong khoang ngực. Đó, con đường rất ngắn để đưa chất liệu vào bên trong khoang ngực. Chính xác này, bác sĩ làm cũng chính xác hơn này, tiết kiệm thời gian hơn. Và về nhà thì bạn cũng sẽ dễ dàng vệ sinh hơn rất nhiều, bởi vì cái đường chân ngực này nó tương đối là sạch sẽ. Đó, về nhà chúng ta dễ dàng vệ sinh lắm, rất là đơn giản thôi. Đó, ngoài ra thì khách hàng của chúng tôi không tiến hành làm khâu đường phẫu thuật này bằng chỉ khâu thông thường, mà khách hàng của chúng tôi sử dụng là keo dán dermabond, là một trong những loại keo dán được rất là nhiều chị em lựa chọn khi mà tiến hành nâng ngực. Đây các bạn, đây chính là keo dán dermabond các bạn nhé. Đây, keo dán thần thánh dermabond được rất là nhiều chị em yêu thích sử dụng. Gần như là đến 99% khách hàng nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D đều sử dụng keo dán dermabond. Vâng, cái keo dán này như thế nào? Đây các bạn, dùng cũng rất đơn giản. Bác sĩ sẽ khép miệng của vết thương lại, xong nó sẽ đi một đường như thế này, đi một đường như thế này, đi một đường như thế này. Đó, thế là keo dán đã khép kín được miệng của vết thương rồi. Và sử dụng keo dán dermabond này các bạn yên tâm nhé, là rất khít, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, không sợ nước thẩm thấu ở bên trong gây ra tình trạng nhiễm trùng đâu. Và sau này chúng ta cũng không cần mất nhiều thời gian để chúng ta vệ sinh cũng như là thay băng, cắt chỉ. Chúng ta sẽ có một cái kết quả sau khi mà mình nâng ngực, cái đường sẹo để lại thì rất là mờ và mảnh, chỉ như một sợi chỉ thôi. Và theo thời gian thì cái vết sẹo đấy nó lại càng mờ đi, và gần như là bằng mắt thường chúng ta sẽ khó có thể nhìn thấy được. Đó, chính vì những cái ưu điểm như vậy mà rất nhiều chị em lựa chọn là nâng ngực sử dụng keo dán dermabond. Đó, khi nâng ngực như thế này là chúng ta sẽ ở lại bệnh viện 2 ngày để các bác sĩ theo dõi nhé. Theo dõi sức khỏe, theo dõi tình trạng của khách hàng sau khi kiểm tra, nếu mà ổn định rồi thì sau 2 ngày bác sĩ sẽ chỉ định cho khách hàng ra về. Đấy. Và đây chính là sản phẩm túi ngực Motiva Nano Chip Ergonomic, là cái sản phẩm mà vừa được sử dụng cho khách hàng của chúng tôi đây các bạn, của hãng Motiva nhé. Nano Chip Ergonomic của hãng Motiva, khách hàng của chúng tôi sử dụng là size 320cc. Bên trong hộp túi ngực như thế này sẽ có một cái hộp nhựa, bên trong hộp nhựa cũng ghi đầy đủ mọi thông số y như là thông số ở bên ngoài như thế này các bạn. Đây,
BD. A có nghĩa là cái độ rộng của túi ngực, B có nghĩa là cái độ nhô của túi ngực. Đây các bạn, hình miêu tả thế này này. Đấy. Hạn sử dụng, ngày sản xuất. Mọi thông tin về sản phẩm đều được ghi rất là cẩn thận, cụ thể. Đây, đây là túi ngực bên phải. Mỗi bên thì sẽ được đựng ở bên trong một hộp như thế này. Hai bên ngực phải trái sẽ là hai hộp khác nhau. Đó. Đây các bạn nhé. Đây, hai hộp chất liệu túi ngực phải và trái đây. Đó, bác sĩ ghi rất là cẩn thận. Đây, bên trong giấy tờ sổ sách, mọi thông tin về sản phẩm, mọi thông tin về chất liệu được ghi rất rất là cẩn thận. Đó. Đây chính là sản phẩm hộp Nanochip Ergonomic, sản phẩm túi ngực được sử dụng khách hàng của chúng tôi đây. Vâng. À, khi mà nâng ngực bằng túi chất liệu Nanochip Ergonomic thì các bạn hoàn toàn yên tâm rồi. À, thứ nhất là đảm bảo an toàn, bởi vì phẫu thuật nâng ngực đại phẫu như vậy thì thẩm mỹ Dr. D thực hiện ở trong bệnh viện 4 sao, đảm bảo là vô trùng vô khuẩn tuyệt đối. Đội ngũ bác sĩ, ngoài bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì có bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức. Nói chung là có một ekip các bác sĩ cũng như là y tá luôn luôn túc trực bên cạnh khách hàng 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối sức khỏe của khách hàng. Ngoài ra thì kết quả phẫu thuật các bạn sẽ không cần phải lo, bởi vì là nếu như ai tìm hiểu sẽ đều tin tưởng vào tay nghề của đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ Dr. D. Vâng, các bác sĩ của chúng tôi đều là những bác sĩ mà được đào tạo chính quy từ các bệnh viện, đào tạo chính quy từ các trường đại học lớn tại Việt Nam. Ngoài ra thì đi tu nghiệp ở bên nước ngoài về, và các bác sĩ đã nhiều năm công tác ở trong các bệnh viện của nhà nước. Về kinh nghiệm cũng như là về chuyên môn thì chúng ta không cần phải lo lắng và không cần bàn cãi ạ. À, chị em hãy hoàn toàn tin tưởng nhé. Vâng, và ngay sau đây thì tôi sẽ giải đáp một số các câu hỏi của khách hàng. À, bạn Khánh Linh có hỏi chi phí nâng ngực sử dụng chất liệu túi Nanochip Ergonomic hả bạn? À, hiện tại thì bước vào năm mới, chúng tôi cũng vừa khai xuân ngày hôm qua thôi. Có rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để dành tặng các khách hàng. À, bạn Khánh Linh vui lòng là mình inbox trực tiếp vào fanpage của bác sĩ Điền, hoặc bạn gọi số hotline 0915816869 để chúng tôi có thể tư vấn cũng như là sẽ báo chi phí cụ thể cho bạn Khánh Linh nhé. Cảm ơn Tiên Thành, cảm ơn Dương Tuấn, cảm ơn Đốc Kỳ Nguyễn. Bạn Đốc Kỳ Nguyễn là sinh con bao lâu thì nâng ngực? Khi mà mình hết sữa, khi mà mình không cho con bú nữa, khi mà ngực của mình đã hoàn toàn hết sữa thì bạn có thể thực hiện nâng ngực được, bạn Đốc Kỳ Nguyễn nhé. Vâng. À, hiện tại thì lượng khách hàng đang ngồi chờ ngoài kia tương đối là đông. Chính vì vậy là tôi sẽ kết thúc livestream này ở đây. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của Thẩm mỹ Dr. D.